Chiều ngày 1 tháng 9, tại không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên bên Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra buổi trình diễn thời trang thổ cẩm. Chương trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, năm 1893-2023. Buổi trình diễn có sự tham gia của 40 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu trong hơn 200 bộ trang phục áo dài và thời trang, trên nền vải thổ cẩm được nghệ nhân dệt bằng sợi tơ bảo lộc, do nhà thiết kế Minh Hạnh và các cộng sự thực hiện. Tại buổi trình diễn, người dân và du khách được hòa mình vào không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên cùng gần 6.000 cổ vật văn hóa của nhà sưu tập Đặng Minh Tâm, thành phố Đà Lạt,